Vovinam là môn đầu tiên mở hàng huy chương vàng trong ngày hôm nay cho đoàn thể thao Việt Nam với tấm huy chương vàng nội dung đa luyện vũ khí nữ. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 6 mà Vovinam mang về cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 32. Vovinam là môn đầu tiên mở hàng huy chương vàng trong ngày hôm nay cho đoàn thể thao Việt Nam. Cụ thể, Vovinam đã giành một huy chương vàng nội dung đa luyện vũ khí nữ với tổng điểm 272 và một huy chương bạc nội dung song luyện kiếm nữ. Cuối buổi chiều, môn Vovinam có thêm chiếc huy chương vàng thứ 7 ở nội dung đồng đội đa luyện vũ khí nam, gồm Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn và Lê Phi Bảo. Trong khi đó, hai võ sĩ Lâm Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng giành huy chương bạc nội dung song luyện kiếm nữ môn Vovinam với tổng điểm 446, chỉ kém 5 điểm so với đội đoạt huy chương vàng là Campuchia. Đội tuyển eSports Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên ở kỳ SEA Games 32, chiến thắng đến ở nội dung Crossfire. Đây là chiến thắng năm thứ 2 liên tiếp của Việt Nam ở nội dung này. Tại nội dung cờ ốc, Hoàng Hồng Nhung đã giành huy chương vàng cờ tiêu chuẩn 60 phút nữ.